Vinh Quang Lego, Lego Event xin được kính chào tất cả anh em cùng quý khách hàng. Hôm nay Vinh Quang Lego rất là vinh hạnh khi được chọn là đơn vị cung cấp sự kiện cho tiệc cưới tại nhà hàng Sơn Cước, số 2 Lai Mê An, Lạc Dương. Hôm nay Vinh Quang Lego vừa set up xong cùng với nghệ nhân Linh Vân và Thu Linh Cắm Hoa, bạn Welcome, bàn Gallery Cắm Hoa và các vật dụng trang trí. Đây là một cái khung chân ảnh để xíu nữa sẽ để hình ảnh của cô dâu chú rể, khu vực thùng tiền. Và đây là một cái backdrop 3m x 3m. Tất cả các hoa được cắm ở đây là 100% là hoa tươi và đều cắm bởi nghệ nhân Linh Vân và Thu Linh tại cổng hoa. Hôm nay Vinh Quang Lego phục vụ âm thanh cho hơn 600 khách tại không gian tiệc cưới của nhà hàng Sơn Cước, số 2 Lan Bi An, Lạc Dương. Đây là không gian nhìn từ dưới lên sân khấu. Thì nghệ nhân cắm hoa Linh Vân và Thu Linh đã cắm hai đường hoa của cái đường catwalk này, cắm 2 ngày. Trên đó Lego Event bố trí hai cái khung sắt để trang trí cắm hoa, để chụp hình thật đẹp. Hệ thống âm thanh thì sử dụng NL RCF NL 44 AMK2, sub là 9004 AS. Mời mọi người sẽ cùng lên sân khấu để chúng ta chiêm ngưỡng cái hệ thống monitor. Đây là lối đi của cô dâu chú rể, lộng lẫy, hoa tươi. Hệ thống monitor cho ca sĩ và cho khách hát RCF ART710A, công suất 1400W, 129 dB. Monitor cho ban nhạc RCF ART912A, 2100W, 130 dB. Và một vế bên này cũng vậy, y chang. Và ampad, rồi những thứ vật dụng để phụ kiện cho ban nhạc. Và tiếp theo xin mời mọi người sẽ đến với khu vực kết nối với âm thanh, đó là Stagebox Midas DL16 Miro hợp điện, khu vực này. Rồi, mời mọi người sẽ cùng đến với khu vực vận hành. Lego Event vẫn luôn sử dụng Mixer Midas M32R Live. Hôm nay Vinh Quang Lego rất là hạnh phúc, rất là trân trọng khi được là người đơn vị cung cấp dịch vụ cho tiệc cưới này. Cảm ơn tất cả quý anh em đã quan tâm theo dõi. Vinh Quang Lego, Lego Event đến từ Đà Lạt.
vào đốt.